Hello các bạn, Amy xin mến chào các bạn ha. Amy đã sơn xong cái màu treo cho cô khách này rồi nè. Ba cái ngón đậm, các bạn thấy hai cái ngón này nó khác nhau không? Thay đổi vị trí. Bây giờ Amy sẽ dùng cái màu sơn đó với một cái màu khác để vẽ cái mẫu mùa thu cho cô khách nha các bạn. Nhưng mà Amy sẽ dùng cái cọ vẽ line này nè. Đó, các bạn thấy nó để nail art nè. Các bạn mua mấy tiệm nail supply Việt Nam nha. Amy không có cái link nên không thể nào cho mấy bạn được. Mấy bạn cứ hỏi Amy mua cỏ ở đâu hoài nhưng mà Amy không có cái link. Amy vô mấy cái tiệm nail supply nó bán mấy cái chai xong về 1 đồng một chai nha các bạn. Rồi. Bây giờ Amy sẽ dùng cái màu đậm này. Các bạn thấy cái màu đậm đây Amy vẽ line cho cô khách này nè. À, nó cọ vẽ line Amy bỏ vô nha. Tại vì bây giờ vô mùa thu nhưng mà nó rất là sớm đó các bạn, nên nhiều cô khách thì chưa muốn vẽ cái lá mùa thu hay vẽ những cái mẫu Halloween. Thế nên mình vẽ những cái mẫu vẽ lai căn bản dùng cái màu mùa thu để vẽ thôi. À, bây giờ em đi. À, mình vẽ những cái lai này nha. Bạn không cần phải vẽ. Mình vẽ cho nó hơi cái dạng rồi hơi nó cong cong á các bạn. Đừng có, giống như nó hay nhâm nhâm mình rung cái đầu cái cỏ chứ không cần phải mình vẽ cái like cho nó đều, cho nó có cái nét cho nó tự nhiên chút. Rồi mình vẽ xong cái like màu này, bây giờ mình qua đây ha. Qua đây mày dạy dạy cái lai dưới đây đi lên. Mình dùm cho nó hay nhâm nhâm vậy đó các bạn thấy không, nó không có đều cái lai. Hay mày thích vậy nhìn với cái nét đó tự nhiên hơn. Bây giờ mày muốn nó vậy, còn các bạn muốn vẽ lên theo thẳng theo ý các bạn thì cũng được. Rồi, trên đây em mình dạ xuống à. Rồi, dưới đây em mình dạ lên nha. Em mẫu dạ mùa thu rất là đơn giản các bạn. Rồi, dạ em mình đã xong nha. Bây giờ em mình cho hai cái tay bên đây. Các bạn thấy dễ không? Rất là dễ. Mình vẽ mình hơi rung cái đường line đó, chứ mình kéo nó thẳng quá thì nó cũng không có uyển chuyển cho mấy, các bạn thấy không? Hay mình vuốt cái màu treo nè, hay mình vẽ bằng cái màu treo luôn. Tại vì bây giờ nhiều cô khách đó các bạn có muốn dùng cái màu sơn để vẽ luôn cho nó mát, cho nó hợp đó. Rồi đây này mình vẽ xuống. Bạn thấy không? Thấy cái đường line của em mì giống làm cho nó không có đều đó. Nó lại mì cố tình cho không đều ạ. Rồi, đặt xong. Thì mình sửa cái đường ngay giữa nè. Mày muốn cho nó cái mập cho ốm tí xíu. Rồi. Bây giờ mình rồi, các bạn thấy không? Cái đường mình giống vậy nè. Rất là dễ các bạn chỉ lựa những cái màu mùa thu thôi. Tại em muốn nó nhâm nhâm giống vậy nè, để mình nhìn nó ra nó không có giống cái zebra các bạn, để mình giống cái zebra thì nó không đẹp bằng. Hi. Hi. Anh ơi khách anh ơi. Rồi. Okay. So do I.
Rồi, bạn thấy em mì đã xong một màu. Dạ em mì cho hơi nha. Rồi, sau đó em mì sẽ dùng thêm một cái màu mùa thu nữa. Rồi, bây giờ em mì sẽ dùng cái màu mùa thu nè. Rồi, bây giờ em mì dùng cái màu cam mùa thu nha các bạn. Em mì vẽ cái line nó xuống. À, bây giờ mình xen giữa nha, những cái màu mà thôi mình xen giữa nha. À, các bạn thấy mình xen cái màu mà thôi vô không? Đó. Rồi. Rồi, đây mình thêm nước màu mà thôi. Rồi, mình đây cũng vậy. Mình xen vô mình cảm thấy ok thôi các bạn. Rồi. Rồi đó các bạn thấy là mình đã xen cái màu mùa thu vô đó. Rồi bây giờ bên đây cũng vậy. Cũng như đây là những cái mẫu mình vẽ like cho nó sample cho mùa thu thôi các bạn. Các bạn thấy không, em mì xen cái khoảng trống mà cũng có màu nâu nó còn lại đó. Nhưng em mì cũng không có vẽ cho nó đặc hết nha, tại em mì muốn dòm thấy cái màu trắng ở phía dưới nè. Rồi là mì đã xong các bạn. Rồi các bạn thấy em nhìn xa nó dùng dùng cái đường nét vậy á, nó mới đẹp. Chứ mình vẽ thẳng thì nó nhanh hơn, nó dễ hơn nè. Tại em mì muốn vẽ nó đầu bự, đầu nhỏ mà nó nhanh 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 vậy. Vậy nó còn khó hơn là mình vẽ đều nữa. Mình muốn cho nó không đều, cho nó tự nhiên đó. Rồi em mình vẽ miếng nè. Rồi, cái này đã xong đó các bạn. Rồi bây giờ qua ngón bên đây cũng vậy. Rồi, cái khoảng trống này nó còn, rồi mình vẽ cho nó to hơn tí xíu. Các bạn thấy không, nếu mình vẽ như vậy nó còn khó hơn nữa nè. Cho mình nó dung dung mà nó còn đứt cái đường nữa. Do cái đầu cái cỏ với cái tay mình nó mình dung cái tay nữa các bạn. Rồi. Rồi vậy này mì đã xong rồi đó các bạn. Các bạn thấy cái mẫu rất là đơn giản luôn. Mà ra cái màu mùa thu nha. Rồi bây giờ mì bỏ cho các bạn coi. Đây là bốn ngón nè. Nó. Em mì dùng cái màu sơn, cái màu nâu này để vẽ luôn. Thêm cái màu cam với cái màu trắng sơn dưới ra cái mẫu vẽ mùa thu. Tại vì nó rất là sớm cho vẽ chiếc lá nên em mì quyết định vẽ cái mẫu cho tôi khách. Các bạn thấy không, rất là dễ làm. Chỉ cần cái màu keo với cỏ vẽ like thì mình được cái mẫu như này thôi. À, bây giờ em mình sẽ bỏ nước bóng lên cái mẫu này cho các bạn coi nha. Đó, bạn thấy sau khi vẽ keo, vẽ từng màu lại mì hơi. Rồi em mình vẽ tiếp cái màu còn lại chứ không có vẽ hai màu một lượt. Bởi vì keo nó chưa khô thì nó sẽ bị dính vô nhau, nó lem vào nhau các bạn. Các bạn phải hơi cho nó khô, các bạn vẽ cái màu thứ hai lên thì nó sẽ đẹp hơn. Nên hơi mất công cho mình tí thôi, nếu mình vẽ một lượt một thì nhanh hơn. Nhưng mà em mình không thích vậy. Trong khi mình cũng vẽ đụng cái lai nó nằm sát cho nhau đó, hai cái màu keo nó sẽ hòa vào nhau. Rồi hôm nay em mình chia sẻ với các bạn cái mẫu vẽ mùa thu là tương đối cực kỳ đơn giản luôn. À, nếu các bạn muốn vẽ cái lai giống giống như em mình là do mình điều chỉnh cái cọ thôi. Bây giờ em mình xin kết thúc cái video này tại đây nha các bạn.
Các bạn yêu mến em mì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em mì nha. Và em mì xin chào tạm biệt tất cả các bạn.